Cụ thể, có thêm 2 người mất tích tại bản Nậm Mở, xã Khoe Non, huyện Than Uyên. Tính đến nay, Lai Châu có 4 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương do lũ quét sạt lở đất. Bên cạnh đó, 220 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 135 nhà bị thiệt hại nặng, gần 200 hectare cây trồng các loại bị thiệt hại. Đặc biệt, mưa lũ làm sạt lở 114 điểm của 60 tuyến đường giao thông với khối lượng đất đá sạt lở trên 160.000 khối, ước tổng thiệt hại trên 80 tỷ đồng. Đến nay, công tác khắc phục được tỉnh Lai Châu chỉ đạo khẩn trương, nhất là công tác tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi động viên gia đình có người chết, bị thương, huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, chỉ đạo ngành giao thông khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở các tuyến đường, đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân được thuận tiện, tổ chức trực ban 24/24 để ứng phó kịp thời, nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.